Rồi, Úc Vũ chào tất cả bà con đã trở lại kênh của em ha. Thì cái công việc hàng ngày mình cũng đây những cái chai thuốc và những cái loại thuốc dưỡng thuốc từ sâu mà nhà vườn bên em đang sử dụng thì mình cũng tải lên mình quay cho bà con mình coi. Thì cái bịch thuốc này là bịch thuốc GA3. Thì một điều lưu ý, một số anh chị em mình quan tâm đến cái câu chuyện mà chăm sóc cây cảnh. Anh chị mình á, mình xem video thì hạn chế tua nhanh để mà mình cập nhật được cái cách nuôi cây của nhà vườn. Thì nhiều bà con mình nuôi cây mà không có biết cách sử dụng phân thuốc hay là những vấn đề xoay quanh về cây cảnh. Thì đây đây là sắp tới là mình cũng thường xuyên nhà vườn xịt thuốc gì, rồi sử dụng phân gì, định kỳ thì mình sẽ quay ha. Đó, bây giờ là buổi sáng ha, buổi sáng khoảng 6 giờ sáng. Thì đầu tiên á, là như thường lệ là mình phải có nguồn nước sạch anh chị em mình. Đây là cái nguồn nước mà để pha thuốc á. Thì nhiều anh chị em mình ở nhà vườn mà không có cái lu hay là cái gì đó để lắng nước trong á, thì anh chị em mình xuống sông anh chị múc lên. Đặc biệt là những nhà vườn mà ở nhà vườn xa, ngày xưa mình có cái vườn xa, tức là cái vườn xa nhà, rồi không có lu hay là gì đó mình lấy nước á, cho nên là múc nước xong nhiều khi múc nước trong ao á, nhiều khi nó có bị gát ghến hay là dơ, thì cái đó là một cái điều dở ha. Mà khi mà mình pha cái nguồn nước nó không được sạch thì nó sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc. Anh chị mình lưu ý nha, giảm hiệu quả của thuốc. Thí dụ như tác dụng của nó là cho cao nhất là 100%, mà thường thì không bao giờ tới. Thì anh chị mình pha cái nguồn nước nó không đúng, tức là nguồn nước máy hay là nguồn nước không ngọt, tức là nước mặn hay gì đó, thì nó sẽ giảm cái tác dụng của thuốc ngoài cái mình cộng thuốc ra nữa. Đó là cái điều thứ nhất là cái nguồn nước. Cái điều thứ hai là mình phải lựa cái loại thuốc nào mà nó tan nhanh thì mình pha sau, tan chậm thì pha trước. Thí dụ như cái loại thuốc nè, cái này là phân 20 20 te nè, thì đạm lân kali lẫn đều. Thì cái này là hôm nay lâu rồi mình không có xịt, lâu rồi mình không có xịt cái loại này, tại vì 20 đều bữa nay cái bông tan ở vườn mình nó ra bông nhiều quá đi đó, rồi nó sẽ mất mất cái dạng như là mình phải bổ sung điều và xịt thêm sâu nữa. Thì thuốc xịt sâu nó có nhiều loại ha, sâu hóa học, sâu sinh học đó. Thì anh chị em mình ra ngoài cái tiệm bảo vệ thực vật á thì mình mua, mà lưu ý ở nhà phải có hai loại. Ví dụ như tuần này mình xịt hóa học, nửa tháng sau mình xịt sinh học, rồi tuần này mình xịt KKT, tuần sau xịt vua, nói chung là thay đổi. Chứ anh chị em mình đừng có mua một cái loại thuốc từ sâu. Con kia này đi chỗ khác, con đi. Một loại thuốc mà mình xịt hoài thì sâu nó sẽ kháng thuốc. Và một điều lưu ý nữa mà nhiều anh chị em mình á quan tâm liều lượng, thì mình cứ nghĩ là cái liều lượng mà mình pha đậm là nó chết, thì không phải. Thì pha phải đúng liều, tức là ví dụ như nó có ba mức, một mức là thấp, một mức cao nhất. Ví dụ như là 100 cc cho 100 lít nước đi, anh chị em mình thấy vậy anh chị mình pha 100 120, thì như vậy thì con sâu nó sẽ có một số con sâu nó chết, nhưng mà có những một hai con nó không chết, rồi nó sẽ là trở thành nó kháng thuốc, nó chọn lọc tự nhiên anh chị em mình. Và xịt như vậy thì thứ nhất là hao
mất kinh tế, tức là mình tốn tiền nhiều, nguy hiểm cho cái sức khỏe của mình nữa. Con sâu mà nó chết thì không nói gì, mà con người nó không có an toàn thì rất là nguy hiểm. Một điều nữa là mang khẩu trang, áo, nói chung là an toàn về lao động. Cái này bây giờ xíu nữa mình xịt, cho nên bây giờ mình quay, vừa quay mình vừa pha, mình vừa xịt thì nhiều khi nó phân tâm, không có truyền tải những kinh nghiệm, những cái gì đó mình biết cho anh chị em mình. Cho nên là như vậy cho nó hay, cho có thể giúp ích cho bà con mình, thấy không? Mình nói hơi nhiều để chi, để cho cái lượng sức khỏe, lượng cái kinh nghiệm truyền tải cho bà con mình nó được nhiều chứ không gì hết trơn á. Nhưng mà có thể là nghe rõ, tại mình ở miền Tây á thì anh em miền Bắc có thông cảm mà nghe kỹ xíu ha. Rồi thì đợt này nó có là ghe ba là phân vi lượng ha, nè đó thì ghe ba đó, những cái đây là vua ra rễ. Thì cái cây mà muốn khỏe, nhưng mình nói nhiều nó là phải rễ nó khỏe. Thì vua ra rễ là một cái loại phân mà bón cho rễ và có thể xịt được, cho nên là anh chị mình không có nhất thiết phải tìm cho được vua ra rễ, mình mua gót hai cũng được ha. Rồi trên thị trường thì nó sản xuất đa dạng lắm, ví dụ như năm này nó sản xuất cái loại này, năm kia sản xuất loại kia, thương hiệu này này của Hoa Kỳ nè, rồi gót hai cũng của Hoa Kỳ. Rồi ví dụ đầu tâu là ở Việt Nam mình, ví dụ phân đón Bình Điền ngày xưa mình xài là Biotis không à, mà cây nó cũng tốt phà phà. Thì mình phải nắm được cái công thức, thí dụ như giờ là ga rễ thì nó có nhiều loại trong thị trường ha. Còn ví dụ như ghe ba này thì mình không có, mình nếu mình sang luôn mình xạ Atonit kích thích sinh trưởng để chi, để tiết kiệm công phun xịt á, ví dụ như một xịt một lần. Nhưng mà lưu ý nha, thuốc sâu thuốc dưỡng pha chung được, ga rễ pha chung được, nhưng mà từ bệnh là ngừa bệnh là không pha chung được. Ví dụ như bà con mình pha mà ví dụ như thuốc gốc đồng vô là sai liền. Gốc đồng thì có bạc đô nè, cốc 85 nè. Gia đình mình coi video bên em thì chịu khó mở coi, chứ đừng có tua nhanh ha. Tua nhanh nhiều khi ví dụ như cái quan trọng mà mình nói trong đó thì mình thì không phải là chuyên gia làm quy giáo, cho nên là mình kinh nghiệm mình tới đâu thì mình nói tới đó. Cho anh chị em mình, ví dụ nhiều khi mình coi mình quên á, mình quên cái mình mở là mình coi lần hai đó, đã rất là có lợi ích, tại vì đây là cái kinh nghiệm thực tế của em. Chứ không phải mà, tại vì nhà vườn là cái người mà trực tiếp sản xuất, trực tiếp sử dụng trải nghiệm sản phẩm, chứ không, bây giờ 20 10 10 thế e này là bên em đâu có làm được, thấy không? Có thế e là có một cái hàm lượng khác, ví dụ như người ta bán phân 20 20 20 nhưng mà không có thế e là nó không có bằng, nó chưa có đủ. Ví dụ như 30 30 không thì chắc cú là nó ưu tiên cho đọt nha bà con mình nha. Thì nó có cái công thức chung, ví dụ như giờ 10 50, ví dụ như 10 60 10 thì nó phải, nó là lân cao thì nó ưu tiên là dưỡng dưỡng bông, nó tạo mầm bông, là hàm lượng lân á. Ví dụ mình cái gì không biết, mình không biết là trong đó phụ gia là như thế nào, nhưng mà nó sẽ cái công thức chung là lân nó thì tạo mầm hoa đó, nên như vậy thôi. Nó cũng không có nhiều, nó nhiều nhưng mà mình lựa những cái chỗ nào uy tín. Hoặc là còn cái trường hợp mà mình mua ngay thuốc giả thì chịu thôi, chứ bây giờ mình mua ngay cái người mà không không có uy tín, người ta mua thuốc giả người ta bán cho mình thì mình phải chịu thôi. Cái đó mình bị người ta gạt thì phải chịu thôi. Vì anh chị em mình mà hạn chế lại cái vấn đề bị gạt thì mình cách nào đó mình tìm những cái tiệm thuốc có uy tín, tiệm lớn. Cho nên là lý do mà những cái tiệm mà nhỏ nhỏ ít khi nào mình ghé mình mua lắm, nhiều khi người ta ham lời. Ví dụ như cái chai này rất là giống, rất giống cái chai nhớt, mà nhớt cái dạng vậy, nhiều khi cái tiệm sửa xe
ham lời cái nó mua cái thuốc mà cái xin lỗi mình cái loại nhớt mà nó giả cái bà con mình thấy nó rẻ hơn, mua về cái thay vô thì chiếc xe mình ăn vô mình mới chết, còn xe chạy thì nó hư xe thôi, chứ cho nên là nguy hiểm. Bây giờ dầu ăn cũng vậy, mua dầu ăn lẻ rồi trở lại vấn đề nha, mình đi hơi xa ha. Đó thì cộng lại sâu sâu thì KKT cái gì cũng được nha bà con mình, sâu sinh học hóa học ha. Đó, chứ đừng có mà quan trọng vấn đề hiệu, nhiều khi ví dụ như bây giờ cái hiệu mà mình nói là những cái hiệu nào mà thuốc mà mình thường xuyên á là mình xài hay thì mình sẽ nói cái hiệu cho bà con mình. Đó, ví dụ như Giromin Lite nè, bà con mình làm kiểng hay làm gì đó mua giùm em cái bịch Giromin giờ ăn cho con ha, thì bà con mình mua giùm em hai cái hiệu đó đi, cái đó là tùy bệnh nha, còn này ở đây không có pha chung được. Hay là bây giờ không biết là Gogen người ta có bán hay không, chứ cốc 85 đi, thuốc gốc đồng ha, mà gốc đồng không có pha chung được. Rồi tóm lại là anh em mình lưu ý, thứ nhất là nước, nước phải sạch, nước xong rồi mình bỏ trong lu hay trong bồn gì đó, mình để mình pha là nước phải sạch, nước ngọt ha. Còn cộng thuốc thì thuốc bệnh không có pha chung với thuốc dưỡng được, thuốc sâu được, có khi nó cũng có pha nhưng mà mình làm nhà vườn mà mình không có rành đó, mình pha như vậy là nguy hiểm. Còn nếu mà mình tính cái đường mà dốt nữa mình điện luôn trực tiếp luôn, nhưng mà cái này có tìm những cái số điện thoại này, tìm những cái số điện thoại của kỹ sư ở trong những cái đây nè, nó bảo nó tư vấn cho mình nè, thì như vậy thì tốt. Thì lúc trước mình nhiều khi cái ví dụ cái loại thuốc của Syngenta, anh ơi bây giờ cái loại thuốc này tôi xài làm sao, cái người ta sẽ cho số kỹ sư người ta nói bây giờ pha làm sao đó, người ta tư vấn mình, cái đó là trực tiếp kỹ sư chỉ. Kỹ sư rất là hay, người ta sẵn người ta đã chịu trách nhiệm, người ta tư vấn mình thuốc thì chắc cú phải đúng ha anh chị em mình. Nhưng mà nhà vườn phải trải nghiệm, ví dụ như ngày xưa mình sử dụng một cái loại thuốc này mà anh em miền Bắc là mới xài lại hơn 3 4 năm nay thôi chứ, Tico Đạt Ma sẵn đây giới thiệu luôn, có cái loại thuốc Tico Đạt Ma 5 đấu kháng. Thì bây giờ mình nói luôn đi, nói Tico Đạt Ma thì anh chị em mình vô Google mình gõ Tico Đạt Ma vô đó, mình đâu có biết xài, cái mình coi cái số điện thoại trong cái bịch á, cái mình gọi bây giờ bạn ơi bạn mình mua mình về mình ủ phân chuồng nó mình xài sao, thì cái ông đó ông nói bây giờ em ủ em đậy kín em như vậy vậy đó, rồi bóp nước cho nó gịnh 30% rồi nó sợ cái gì rồi xong ha. Rồi ngày xưa mà không có khi nào mà có YouTube gì đâu, mình coi đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh á, hộp thư khuyến nông đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đó, mình nghe riết mình thuộc luôn. Rồi cái chương trình bác sĩ cây tòng thì người ta có khi mình viết thư lên á, viết thư nha, người ta cứ gửi lên cái tài liệu sử dụng nấm Tico Đạt Ma, thì cấp đó là mình học lớp 11, thì năm mình lớp 12 là 2003 đến tư lớp 11 cũng khoảng 2002 anh chị em mình, nó cách nay 20 năm bà con mình. Thì cái nhu cầu học thì mình phải có liên quan đến những cái người mà người ta có cái kinh nghiệm, thứ nhất là nhà vườn, thứ nhất là kinh nghiệm của nhà vườn là trải nghiệm như em. Thứ hai nữa là những cái người mà kỹ sư người ta biết cái căn bản, người ta chỉ mình, ví dụ như giáo trình gì đó người ta gửi gì cho mình là chắc cú mình biết mình xài. Số người cái đi ra mua Tico Đạt Ma mà xài xài chung
Ủa phân chuồng mà đi xài chung với cái thằng thằng voi nè. Voi là sát trùng mà nó gãi vô là tiêu luôn, là nó mất đi tác dụng thì tốn tiền vô ích. À, ví dụ như mình mua phân chuồng về cái bắt đầu mình gãi vô vô cái mình gãi lân vô, nó gãi vô tùm lum trong đó cái bắt đầu ủ mà. Tích càng nhiều càng tốt. Ok. Ủ cho cả đống vô cái nó mất đi tác dụng thuốc, mà cái thằng nấm thì cô đợt ma là nó vi sinh, mà bà con mình đi gãi vô thằng sát trùng này kia vô rồi tùm lum trong đó tân thì nó tốn tiền, tốn tiền đó là gọi là học phí. Mình đang quay video cái có người chạy lại họ hỏi thăm công chuyện cái chưa có biết là mình nói tới đâu rồi. Làm như á nhiều khi á mình mỗi lần mà mình làm video là mình có cái nguồn cảm xúc, mà khi mà mình muốn làm video nhiều khi 10 giờ đêm đó mình thức dậy mình cũng vẫn muốn chia sẻ video, thì đang muốn người ta gọi là cái hứng á, hứng sáng tạo, nhiều khi đang muốn chia sẻ cho bà con mình cái đợi buổi sau hay là vài ngày nữa cái nó không có còn ý tưởng để mình nói cho số anh em mình, thì đâm ra là nó không có thực tế và nó không có giúp ích được. Thì hồi nãy giờ là một số cái kinh nghiệm mà pha phân thuốc của nhà vườn, mà một điều quan trọng nữa anh chị mình nghe cái lời mà chia sẻ của ai ha, cái đó là cái cách, thì cái người đó phải nuôi cây đạt, tức là thứ nhất là có kinh nghiệm nè, kiến thức kinh nghiệm, nhưng người ta nuôi cây đạt người ta trưng bày cây như thế nào, người ta nuôi cây như thế nào, nuôi cây phải đạt. À, cái ông mang tiếng, ông có cái bằng không phải là cái bằng cây cảnh mà cái bằng anh văn mà mình không có biết gì anh văn ở tên, rồi mang tiếng đi đi thi bằng A bằng B anh văn mà không có biết là mượn người ta thi giùm không thì không được, nuôi cây không xong thì nhảy lên chỉ là bà con mình hạn chế theo thôi, mà cái đó mình chọn lọc cái nguồn thông tin. Chứ bây giờ rất là nhiều bạn chỉ, thì mình không có nói là ông người nào sai người nào đúng, nhưng mà mình chọn lọc những cái nhà vườn nào đáng để mình theo mình học hỏi bà con mình. Thì nếu mà anh bà con mình nghe cái lời này của mình thì có thể là bình luận ok, bình luận phía dưới ok giùm em đó, để cho mình ông Vũ thấy cái lời nhiều khi mình nói mà không có ai mà trả lời hết thì nó mất cái nguồn cảm hứng, mà nhiều khi không có biết là mình nói có đúng hay không đó, mình đâu có sửa được. Nhiều khi mình còn nhỏ dù còn con nít là mình nói chuyện mình chửi thề, có những người lớn mình cha chú mình chỉnh, à giờ con nói chuyện chửi thề gì là không có được, con không có ngoan, thì mình còn chỉnh được, còn làm video sai mà không ai nói ta thì mình không có chỉnh được. Lúc trước thì thật sự là đây là cũng lời xin lỗi đến bà con mình, có một số những cái anh em mà khác nhiều khi người ta mua bán hay gì đó mình chia sẻ cái nó bị động chạm, người ta vô người ta chửi, tức là ảnh hưởng đến quyền lợi của người ta, thì nhiều khi mình chia sẻ một cái đó mà người ta giấu á, người ta giấu. Mình có nhiều cái video mà tới cả cả kêu bằng gần cần một 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 chín trên 900.000 là 1 triệu lượt xem á bà con mình, nhưng mà bị vướng bản quyền á mình xóa, rất là hay. À, rất là hay mà người ta xem đi xem lại để mà người ta trải nghiệm, ví dụ như dụng cụ quay chậu nè, hướng dẫn cách sơn nè đó, rồi cho nên là rồi mình hướng dẫn cách sơn luôn, hướng dẫn cách sơn ở chậu này sơn sao, chậu này kia sơn sao, rồi nhiều cái mình ví dụ đó, cái một số người ta khoa ra người ta bán, mà người ta mình hướng dẫn thì anh chị em mình ra tiệm mình sơn cái là người ta thấy thấy ảnh hưởng tới miếng cơm người ta, cái người ta chửi. Thì làm video có thể giúp ích được rất là nhiều, nhưng mà cũng có một một số anh em mà mình người ta sẽ không thích, thì cái chuyện đó là không thể nào tránh khỏi ha. Rồi
Đó thì anh em mình lưu ý giùm em những cái điều quan trọng như vậy. Mình coi nhà vườn nào có cái đủ khả năng để mình học hỏi thì cái đó là tốt ha. Chứ không phải ai chỉ cũng đúng đâu nha. Ai chỉ cũng đúng, không phải đạo Phật nào cũng đúng, đạo 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 nào cũng đúng không phải. Ha. Tại vì nhiều khi cái người hướng dẫn nó sai, chỉ đường mà chỉ đường rất là quan trọng nha. Ví dụ như vậy, chỉ đường mà người ta chỉ sai đường, mình đi ngược lại nó mình tin, tại vì cái niềm tin nó rất là quan trọng. Thằng ốc vũ nó chỉ như vậy, tôi chỉ vậy, tôi pha nước sạch, thuốc bệnh thuốc sâu không pha chung, thuốc bệnh thuốc dưỡng không pha chung, tôi làm theo nó luôn, đúng rồi. Thì như vậy rồi mình sẽ tạm kết thúc video tại đây. Thì bà con và anh chị mình xem nha, cho em một cái ý kiến nha, cho một cái ý kiến để mà mình lần sau mình sẽ làm tốt hơn, cũng như là anh chị mình chỉ dạy giùm em lại. Nhiều khi mình làm cái giáo không có cái ý tưởng đó cũng không ai nói, và sau này mình không có xóa bình luận nữa, kệ. Đương nhiên là phải có người thương người ghét ha bà con mình nha. Có người thương có người ghét thì anh em tự cảm nhận cái lời nói, anh em tự cảm nhận cái sự chân thật, cái đúng cái sai ở trong cái nghề đó. Chứ bây giờ người ta nhảy vô người ta làm cũng ấn ốc lắm, nhưng mà thôi, cái phần lớn là cái phần mà giúp ích cho anh em mình là cái điều quan trọng số đông nha. Mình quan trọng số đông rồi. Tạm biệt ha.